Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Đinh Mão, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bạo Quang, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thi lao giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh Lư Trung Hỏa ngày Đinh Mão tức chi sinh can nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm Lư Trung hỏa kỵ tuổi Tân Dậu Quý Dậu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi Quý Dậu Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọa và tuyệt thân vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi ất dậu quý dậu quý tỵ quý hợi tuổi xung trong tháng tuổi tân tỵ đinh tỵ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc tốt mọi việc sao âm đức tốt mọi việc sao mạng đức tinh tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc, sao dân nhật thời đức tốt mọi việc, sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục xấu mọi việc, sao thiên hỏa xấu về lập nhà, sao đại hao xấu mọi việc, sao nhân cách xấu đối với việc giá thú khởi tạo, sao huyền vũ kỵ về an táng. vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Và sau đây mà các bạn đón xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tí cho chúng ta thấy là bạn tuổi tí trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cái điều này làm cho bạn nên cẩn trọng hơn trong việc giao tiếp nhé có thể ý tốt của bạn thôi nhưng những lời nói của bạn lại có thể gây ra sự hiểu nhầm không đáng có và khiến cho người lớn hiểu sai về bạn và với bà tuổi Tý đây là ngày mà nguồn năng lượng sáng tạo của bạn được phát huy một cách mạnh mẽ nhất với sự tương trợ của thiên ấn chiếu mệnh. Những dự án đang bị tắc nghẽn về ý tưởng có thể bắt đầu có được sự thai nghiến và nảy mầm trở lại với nhiều sáng kiến thú vị từ bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này cũng cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn được cải thiện một cách đáng kể do bạn đã biết đầu tư về thời gian hơn cho việc tập thể dục thể thao và sinh hoạt điều độ nữa rồi về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim không nên giải thích nhiều với người không hiểu chuyện tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy tranh cãi làm gì khi bạn đang thiếu thời gian cho việc quan trọng tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa tính toán của bạn khá chuẩn xác và mang lại nhiều lợi thế tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cách bạn xử lý tình huống chưa đủ khéo léo tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc ngày này bạn nên ưu tiên nghỉ ngơi nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 22 số 75 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Ngọ Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có được báo hiệu cái nguồn tài độc của bạn có được cơ hội thăng hạng vận may nhờ có được thiên tài đưa đến cho bạn có được sự bất ngờ từ những công việc mà bạn tưởng chừng không nghĩ tới từ ngày tay phụ hoặc có thể là trúng thượng nữa và với bạn tuổi Sửu, bạn hãy dùng khoản tiền này một phần để tiết kiệm. Nếu như bạn tiêu xài hoang phí thì bạn đã đang lãng phí sự may mắn của mình rồi đó. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này khiến cho bạn cảm thấy uể oải, mệt mỏi trong người. Sức khỏe đóng vai trò quan trọng vì thế, với bạn tuổi Sửu hãy lắng nghe tín hiệu của cơ thể mách bão, đừng có để cho sự bận rộn khiến cho bản thân mình không còn thời gian quan tâm tới bản thân mình và điều này vô cùng là cần thiết nữa. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm Tân Sửu với bạn tuổi Sửu đang chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao Thiên Ngục, sao Thiên Hỏa, sao Đại Hao, sao Nhân Cách, sao Huyền Vũ. Chính vì vậy, bạn không nên thực hiện những công việc trọng đại, kể cả là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng quan trọng nhé. Ngày này, Thiêu hại Thượng lãn Ông hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm Tân Sửu, nhân thần nằm ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan, vì vậy với bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có nhiều cơ hội hỗ trợ cho bạn về tiền bạc, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy cần phải tỉnh táo và nhận định mọi chuyện một cách sáng suốt, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, mưu trí của bạn có cơ hội phát huy tác dụng từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, có thể thu về lợi nhuận, biết cách khai thác điểm mạnh của bản thân từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, không nên xuất hành đi xa hay là thực hiện những công việc như là ký kết hợp đồng, những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 59, số 68, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ khuyến khích bạn nên học cách lắng nghe linh cảm của mình nếu như trực giác của bạn phản hồi tích cực về một người nào đó bạn hãy cân nhắc và cho đối phương cơ hội và bạn cũng có thể có được sự may mắn tìm được tình duyên như ý của đời mình nữa và với bạn tuổi dần trong ngày này, bạn cũng đang có điểm báo về mối quan hệ hiện tại của bạn gặp nhiều trắc trở do tác động của kiếp tài chiếu mệnh gây ra, nhưng chủ yếu là các mối quan hệ với người thân hoặc là bạn bè cùng phòng. Và điều này có thể đòi hỏi bạn cần phải thiết lập lại không gian riêng tư ở chỗ làm việc hay là trong chính ngôi nhà của mình. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy, theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm tân sửu với bạn tuổi dần nên tránh những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, trổ cửa, dựng cửa, khai ngoài phong thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường, lốt giường và các việc khác cũng không được may mắn cho lắm. Nếu như có công việc cần thiết phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông để tăng thêm sự may mắn cho mình. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, điểm báo tài lộc có dấu hiệu thất thoát do bạn chủ quan gây ra. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, đôi lứa dần dần tháo gỡ được những khúc mắc không đáng có. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, chớ tin người kẹo lại dễ bị kẻ xấu lợi dụng và lừa gạt. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, cơ hội tìm được người ưng ý không khó phải mở lòng mình mới mong có được hạnh phúc từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim vận trình được xuân sẻ mọi bề tình duyên được khởi sắc và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 23 số 48 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu hồng màu trắng Quý nhân phụ trợ tuổi tí tuổi giàu

xem vận trình ngày thứ hai đầu tuần này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là bà tuổi mão đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở bạn tuổi mão cần phải thật thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình mà bạn thốt ra trong ngày hôm nay bởi vì dù bạn nghĩ đó chỉ là những chuyện bình thường nhỏ nhặt nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng gây ảnh hưởng tới bạn và cả những người xung quanh của bạn nhiều hơn tới mức mà bạn đánh giá ban đầu nữa nhé ngày này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc khí vượng cái điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề sức khỏe của bạn mệnh nếu như bạn mệnh đang có bệnh thì bạn nên tập trung để chữa bệnh đừng có để cho bệnh tật ảnh hưởng tới cuộc sống chất lượng về công việc của bạn Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm Tân Sửu với bạn tuổi Mạo đang chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao Thiên Ngục, sao Thiên Hỏa, sao Đại Hao, sao Nhân Cách, sao Huyền Vũ. Vì vậy, trong ngày hôm nay bạn tuổi Mão không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, khai trương, xuất hành hay là ký kết hợp đồng quan trọng ngày hôm nay. Và từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, bạn phải hoãn lại một số kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, tránh những rắc rối từ các mối quan hệ. Từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ, con đường tình duyên lận đận tình cảm gửi trao nhưng không được hồi đáp. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, không ai nói trước được điều gì, bạn hãy cho mình sự mạnh mẽ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, hãy thoải mái giúp đỡ người khác, có thiệt thân một chút cũng không sao và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 36 số 55 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu xanh đậm quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất Từ với tuổi thìn thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này nhờ có được sự tác động của ngũ hành tam hội nâng đỡ cho nên đây là ngày mà bạn tuổi Thìn dường như với bạn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý mọi người quan tâm đến bạn lắng nghe bạn thay vì bạn cảm thấy lo lắng căng thẳng vì điều đó bạn hãy tự tin là chính mình và thể hiện tốt khả năng của mình bạn tuổi Thìn nhé? Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có chính tài tương trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi thìn thoát được những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Ngay mà lúc bạn không nghĩ tới nói nhiều thì cũng là lúc bạn dễ gặp được sự may mắn hơn bao giờ hết. Và với bạn tuổi thìn nhận được nhiều lời chỉ dẫn hay ho nếu như bạn thực hiện có thể sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá cho mình. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ mộc sâu khắc, cái điều này cũng cho thấy về phương diện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Tuy người ngoài nhìn vào có thể cho rằng bạn đã tạm ổn, nhưng thực ra vẫn đang còn tồn tại tiềm tàng những nguy cơ không thể nào đoán biết trước được. Do đó, với bà tuổi thìn không nên được chủ quan và đánh giá sai về tình hình nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có xu hướng đưa ra những quyết định đúng đắn về các cơ hội đầu tư tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ vận trình khởi sắc không ngừng may mắn liên tiếp kéo đến tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc chăm chỉ hơn nữa thì không còn phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim thái độ cứng nhắc và cố chấp do cái tôi quá lớn gây ra tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy bạn có thể sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ về đánh giá của bà Tử Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 57, số 62, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi hợi. Từ vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ trong ngày này thay vì dành thời gian cho những chuyện lặt vặt, những câu chuyện phím khiến cho mọi thứ đi quá xa, gây hại cho bạn dưới sự tác động của thương quan gây ra ngày hôm nay. Và bà tuổi Tỵ đang muốn tách mình ra khỏi những hoạt động này để dành thời gian, tâm sức cho gia đình, công việc, nhờ thế mà bạn có được một ngày làm việc hiệu quả hơn nhé. Và trong ngày này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh cho nên về mặt tình cảm đối với những bạn đang còn độc thân cần phải mạnh dạn mạo hiểm hơn thì mới có thể mong nhận được nhân duyên ưng ý của đời mình. Còn đối với các cặp đôi mặt khác có thể có những trải nghiệm hẹn hòa mới mẻ và đầy nóng bóng. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm Tân Sửu với bạn tuổi Tỵ không nên trị bệnh ở hầu, do đó bạn mệnh cần phải lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Đặc biệt trong ngày 11 tháng 10 năm Tân Sửu, bạn tuổi Tỵ cũng đang chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao Thiên Ngục, sao Thiên Hỏa, sao Đại Hao, sao Nhân Cách, sao Huyền Vũ. Vì vậy, bạn không nên thực hiện những công việc trọng đại ngày hôm nay kể cả ký kết hợp đồng quan trọng hay là xuất hành đi xa nhé vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa bạn càng cố gắng càng thấy mục tiêu xa vời nhưng đừng có bộ cuộc tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ nên bình tĩnh ngồi lại bên nhau tâm sự và lắng nghe khi có những mâu thuẫn tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc một ngày bất tận nhưng mọi việc đều được xử lý ổn thỏa. Tử vi tuổi Tân tỵ thuộc mệnh kim, tránh ôm đồm quá nhiều việc, không đáng để hối hận. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, ngày xung của bốn mạng, không nên thực hiện những công việc trọng đại, những khó khăn, bạn hãy biến thành động lực để thực hiện những công việc hàng ngày nhé. Vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 13, số 65, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi. Tử vi tuổi ngọ thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bà tử ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cái điều này cho thấy nếu như bạn cứ bận tâm tới những chuyện nhỏ nhặt thì bạn sẽ không thể nào có được năng lượng và thời gian để chuẩn bị tốt cho những thách thức lớn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Vì vậy, bạn hãy nhìn nhận mọi thứ ở góc độ rộng hơn, bạn sẽ thấy mọi việc dễ dàng hơn để xử lý hơn là bạn nghĩ ban đầu nhé với bà tuổi ngọ những ý tưởng của bạn có được với sự nâng đỡ của thực thần chiếu mệnh giúp cho bạn trở nên giá trị hơn rất nhiều so với bạn nghĩ bạn hãy chia sẻ với những người có năng lực và tầm ảnh hưởng để cho họ giúp đỡ cho bạn đạt được hiệu quả cao nhất có thể đừng có vì công việc bận rộn mà quên việc phát huy chính ý tưởng giá trị của bản thân mình nữa Bên cạnh đó, trong vận tình ngày thứ hai này với ba tứ ngọ cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành, họa mộc tương sinh. Các điều này cũng có thể đem đến cho bạn có được mối nhân duyên mà bạn hằng tìm kiếm. Đây cũng là lúc bạn sẽ ngộ ra nhiều điều mới mẻ về bản thân, cũng là lúc bạn cần giải phóng những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực đang cạn đường mình nữa về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim một số việc bất thành do diễn ra ngoài kế hoạch tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy tài lộc được tăng tín có một ngày buôn may bán đắt tử vi tuổi mọ ngọ thuộc mệnh hỏa có một ngày vượng duyên vượng tài mưu sự dễ thành tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh Thổ, thuận lợi để hóa giải những khó khăn, nhờ biết vận dụng mối quan hệ sẵn có từ vi tuổi nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nắm bắt được cơ hội ghi điểm với cấp trên và để được dễ dàng khang tín. Và đánh giá của bà tử Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 32, số 54, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu hồng màu đen quý nhân phù trợ tuổi thìn, tuổi thân. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021, xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ, các điều này sẽ giúp cho phương diện tình cảm của bạn được hanh thông, tốt đẹp. Riêng đối với những bạn nữ tuổi mùi, bạn rất có thể phải cậy nhờ tới sự giúp đỡ của những ứng dụng trên hẹn hòa, những lời giới thiệu của những người thân để có thể tìm kiếm một nửa cho riêng mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thiên tài. Cái điều này sẽ giúp sức cho bạn dễ gặp được may mắn hơn trong các cuộc giao dịch thương thảo hợp đồng về kinh doanh. Và hôm nay với bà tuổi mùi cũng trở nên quyết đoán hơn, sẽ có được những quyết định khôn ngoan liên quan tới vấn đề về tiền bạc nữa. Tuy nhiên, bạn tuổi mùi trong ngày này lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này lại khiến cho những ai đang bị bệnh có thể cảm thấy sức khỏe của mình bị giảm sút đi nhanh chóng và với bà tuổi mùi nên xem lại lối sống của mình chứ không phải là đổ tội cho thuốc hoặc là từ việc ăn uống cho tới việc nghỉ ngơi, đi ngủ đều, không được giả soát lại nhé. Về từ vi tuổi Ất Mùi thuộc Mệnh Kim, các cặp đôi nồng nàn yêu thương, trân trọng hạnh phúc hiện tại. Từ vi tuổi Đinh Mùi thuộc Mệnh Thủy, chán nạn vì làm bao nhiêu cũng có kẻ phá hoại, đạp đổ. Từ vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Mệnh Hỏa, đầu tư khôn ngoan, thuận lợi nhờ có sự giúp đỡ. Từ vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ một ngày dễ thở hơn nhờ biết cách sắp xếp ổn thỏa tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh mộc đón nhận nhiều tin vui trên phương diện về tài lộc vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 25 số 58 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu tím màu nâu quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi Thân tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có được nhiều động lực để duy trì về tinh thần học hỏi của mình do đó có khả năng bạn sẽ tham gia vào các lớp học về kỹ năng bổ trợ kiến thức hoặc là đào sâu về nghiên cứu một lĩnh vực nào đó mà bạn đang cảm thấy có hứng thú và ngày này với bạn tử thân lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc, cái điều này khiến cho bạn nhận thấy về cái chuyện tình cảm của mình xuất hiện nhiều vấn đề không được hòa hợp như xưa, nhiều chuyện nảy sinh bởi những hiểu lầm liên min khiến cho bạn không biết làm như thế nào và lúc này đối với những bạn đang quản độc thân cũng có thể sẽ gặp không ít những khó khăn trong quá trình tìm kiếm một nửa cho mình và ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Xem tử vi cùng cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này với bà tuổi thân đang phải chịu tác động của nhiều sao xấu như sao thiên ngục, sao thiên hỏa, sao đại hao, sao nhân cách, sao huyền vũ. Chính vì vậy bạn không nên thực hiện những công việc quan trọng như thế là ký kết hợp đồng liên quan tới vấn đề về tài chính hay là xuất hành đi xa trong ngày hôm nay Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy cẩn trọng trong chuyện làm ăn buôn bán kế hoạch về đầu tư tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa vận tình tình cảm xa suốt mối quan hệ rạn nứt tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ duyên đến rồi đi nhanh chóng như nước chảy mây trôi tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc điểm báo tiểu nhân quấy phá bạn dễ nổi cơn cáu giận tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hôm nay vận vui nếu như bạn nhìn về mặt tích cực của nó. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 79, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu, các điều này làm cho bạn vốn đang ảo tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp thì ngày hôm nay bạn sẽ phải tỉnh táo để nhìn nhận lại mọi thứ một chút. Có thể việc tỉnh giấc khỏi những giấc mộng này khiến cho bạn cảm thấy bàng hoàng nhưng đối mặt với thực tế là một điều cần thiết đối với bạn tuổi dậu nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tử dậu, mọi thứ không diễn ra xui chèo mát mái giống như bạn vẫn đang suy nghĩ ban đầu. Nhưng bạn đừng lấy thế làm thất vọng với những tác động của thiên quan gây ra. Bạn hãy có sự chuẩn bị cho những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Sự chủ động là thực sự cần thiết Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tự Dậu cũng đang gặp ngày có kim mộc xung khắc và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên cẩn thận với chuyện tiền nong, đến đâu, đi đâu, bạn cũng nên hạn chế mang theo tiền mặt kẹo lại, dễ bị mất trộm, đánh cắp, đồ đạc cũng phải để gọn gàng, luôn mang theo bên mình, nếu không muốn rất dễ bị quên vai từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ai độc thân nên cởi mở và chủ động trò chuyện với mọi người từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa dù đã cố gắng rất nhiều nhưng khó lòng có thể giải quyết được công việc từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tốn thời gian và công sức để khắc phục hậu quả mà mình gây ra từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc hay đau đầu chóng mặt cần nên có thời gian nghỉ ngơi. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh kim cần cảnh giác với những kẻ đang có tâm địa xấu xa, tránh rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 64, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần tuổi tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân nâng đỡ mang lại cho bạn có được sự chan hòa trong gia đình và nhân cơ hội này nếu như bạn cảm thấy vô cùng không hài lòng với một điều gì đó đang diễn ra về nơi gia đình thì đừng có im lặng nữa bạn hãy lên tiếng để chia sẻ để có được những sự góp ý đừng có ngại những cuộc trao đổi thảo luận dù ban đầu Chúng có thể gây ra những bất hòa, nhưng mọi người rồi sẽ tìm thấy được tiếng nói chung mà thôi. Trong ngày thứ hai này, với bà từ Tốt á, lại đang gặp được ngày của chính tài nâng đỡ và cái điều này có thể là tin vui về tiền bạc cho bạn. Có những người nhận được khoản tiền lương hoặc là việc kinh doanh buôn bán có được nguồn thu nhập đổ về cho nên bạn có được một ngày rất chi là rụng rịnh về tiền tiêu. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này khiến cho bạn mệnh thường có cảm giác lạc lõng và lúc này bạn có thể sẽ cảm thấy cô đơn khi không có ai bầu bạn, nhìn xung quanh, ai cũng có đôi có cặp và khiến cho bạn không khỏi tủi thân, nghĩ phận mình sao hậm hưu đến thế. Vài tử vi tuổi giáp tốt thuộc mệnh hỏa tự tin vào năng lực của mình, hiểu được nên đi con đường nào cho phù hợp. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không để lỡ bất cứ một khoảng thời gian nào để tiến bước tới thành công. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc có được cơ hội phát huy hết khả năng của mình nhờ vào sự quyết đoán và dứt khoát. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim đưa ra những quyết định về tài chính chính xác đúng thời điểm. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy thu về lợi nhuận không nhỏ hạn chế những rủi ro xuống mức thấp nhất Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 58, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu trắng của nhà phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão. Từ vi tuổi hợi, thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ các điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay được cải thiện đáng kể tình yêu của bạn càng ngày càng mặn nồng và bạn coi trọng việc ở bên nhau luôn muốn cho người kia ở bên cạnh mình. Nhưng đối với những bạn đang còn độc thân, đặc biệt là những bạn nữ có thể sẽ gặp được người khiến cho con tim mình loạn nhịp nữa. Bên cạnh đó, trong vận tình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh chỉ ra rằng sắp tới với bà tuổi hợi sẽ có nhiều tham vọng trong công việc. Tuy nhiên, với những mong muốn này của bạn có thể là quá lớn lao, vượt xa hiện thực. Cho nên, bạn biết điều tiết chúng và chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất để có thể theo đuổi. Mặt khác, bạn cũng may mắn gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ giúp cho bạn chỉ ra đường đi nước bước nhé ngày này với bà Thủy hợi lại đang gặp được ngày có thủy mộc tương sinh các điều này cũng mang đến cho bạn đang có được những tin vui liên quan tới vấn đề về sức khỏe để cho bạn cảm thấy an tâm vui vẻ hơn và nếu như có chướng ngại về tinh thần nào đó thì trong ngày hôm nay bạn cũng được tháo gỡ bạn cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều nữa vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đối với những bạn đang còn độc thân có được nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái trái tim lên tiếng tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên tranh thủ cát khí để mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hôm nay nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tránh tư duy phụ thuộc bạn sẽ không có được trải nghiệm quan trọng tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy về các mối quan hệ xã giao được duy trì hài hòa, nhân duyên tốt đẹp. Và đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 64, số 69, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.